Có những cái gì trong cái hộp đó? Wi-Fi, TV coi đó anh, quạt giải nhiệt, bơm bánh xe, mồi thuốc, cạp pin. Em chạy đi mưa không bị ướt. Tài xế Grab khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì thách thức mọi dịch vụ VIP. Mới đây, cộng đồng mạng đang lan truyền tay nhau video TikTok về một tài xế Grab trang bị full combo đồ công nghệ cực kỳ xịn sò. Trong video tuy chỉ là Grabbike nhưng bác tài xế đã trang bị điện thoại luôn phát Wi-Fi free, TV, quạt giải nhiệt, bơm bánh xe, mồi thuốc lá, sạc pin. Các thiết bị này được gom gọn vào một túi hình chữ nhật trước tay lái. Dù chỉ chạy xe máy nhưng các món đồ mà bác tài này có còn đủ hơn cả một Grab car. Khi được hỏi, bác tài cũng chia sẻ rằng các thiết bị này giúp khách vui vẻ và tiện dùng hơn. Vì có những người ở nhà sử dụng wifi nên khi ra ngoài không có mạng để dùng, hay điện thoại hết pin cũng có thể sạc ké. Em chạy đi mưa không bị ướt. Nữa là mình chạy an toàn, xe là độ. Ví dụ như cho khách sạc rồi nó thích không? Hết tư, có nhiều rồi sạc, nước ngoài cũng có nữa. Rồi wifi free nữa. Thôi, có gì? Wifi free. Wifi free luôn. Nhiều khách không có xài 3G, xài 3G ở nhà, trong này không có mạng á, mình cho mạng gọi, hồi hay là hết tiền á, mình cho gọi mạng Zalo. Có mang mình vui cho mọi người á. Thứ hai nữa là mà chạy là giữ an toàn, mình không có bị gây tai nạn. Tôi đã vừa giới thiệu một sáng tạo của anh Nguyễn Hồng Chí là một bác tài chạy Grab. Cái việc rất nhỏ thôi nhưng mà mang đến niềm vui cho mọi người. Chúc mừng năm mới anh. Chúc mừng năm mới anh. Chúc mừng năm mới mọi người luôn. Phải nha. Hiện video này đang nhận về hơn 1,8 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Video này cũng đã giúp lan tỏa niềm vui cho mọi người và cũng có rất nhiều bình luận thán phục về sự chu đáo của bác tài xế lớn tuổi. Xe này có đánh giá 10 sao không chứ 5 sao không xứng đáng á. Trời ơi, chú dễ thương quá vậy. Còn VIP hơn cả taxi nữa, đúng chuẩn xe ôm công nghệ luôn. Mình gặp chú này sẵn sàng tiếp thêm nửa giá luôn, đỉnh quá trời. Ước gì được đi một lần cho biết. Còn bạn nghĩ sao về chiếc Grabbike này? Hãy chia sẻ cùng Tình Ba Phúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Ba Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.